tên là Vinh, là chuyên viên tư vấn của công ty du học Tân Đại Dương. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm du học mới ở Mỹ, đó chính là trường Queen University of Charlotte. Thì đây là một trường dân lập cho cả nam lẫn nữ, chuyên đào tạo cấp độ thạc sĩ, chú trọng vào các ngành nghệ thuật tự do và chuyên nghiệp. Thì trường được tổ chức US News and World Report xếp vào danh sách các trường đại học đào tạo bằng thạc sĩ hàng đầu ở miền Nam quốc gia. Thì khuôn viên của trường có phong cảnh tuyệt đẹp, tọa lạc trong một vùng dân cư an ninh và sung túc, chỉ cách trung tâm thành phố và các khu vực mua sắm chính vài phút, và sinh viên có thể được thưởng thức hàng loạt các sự kiện thể thao giải trí trong thành phố. Thì trường gần với trung tâm tài chính lớn thứ hai tại Mỹ. Đây là một thành phố an ninh, hiện đại, sạch sẽ và được xem là thành phố dễ sống nhất, hoặc là nơi tốt nhất để sống tại Hoa Kỳ. Thì trường có mức chi phí sinh hoạt xếp vào hạng thứ 3 so với tất cả thành phố có kích cỡ trong nước và thứ 7 trong các thành phố miền Nam cùng kích cỡ. Thì trường có khí hậu ôn hòa và dễ chịu quanh năm. Thì tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về học phí và tiền nhà ở. Đây là một trường tư thục, ở bậc đại học bạn phải đóng là 23.752 đô la trong một năm, và ở bậc sau đại học là 6.300 đô la trong một năm đến 15.750 đô la trong một năm. Về nhà ở bạn phải trải qua là 8.608 đô la trong một năm. Cuối cùng là mình đôi nét về chương trình đại học tiêu biểu, đó là ngành quản trị kinh doanh, nghiên cứu quốc tế, điều dưỡng, sinh học, dự bị y học, hệ thống thông tin. Thì để hiểu rõ hơn về trường, cách làm hồ sơ hay xin visa, bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương, số điện thoại là 0838484879, hoặc có thể truy cập trực tiếp vào website tandaiduong.edu.vn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bạn cần tìm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.